Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng chính thức rời chức vụ của mình vào ngày hôm nay sau 2 nhiệm kỳ 10 năm. Quốc hội Việt Nam đã tiến hành bỏ phiếu miễn nhiệm Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Vào chiều hôm nay, tân Chủ tịch nước Trần Đại Quang chính thức giới thiệu Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vào chức vụ Thủ tướng. Ngày mai Quốc hội sẽ tiến hành bỏ phiếu cho chức vụ này. Trung Quốc đã bắt đầu đưa ngọn hải đăng trên đá Subi ở Biển Đông vào hoạt động. Đây là khu vực Trung Quốc đang có tranh chấp về chủ quyền với các nước láng giềng, bao gồm Việt Nam, Philippines, Malaysia, Brunei và Đài Loan. Hiện Trung Quốc đang có dự án xây dựng hải đăng trên các bãi đá khác là đá Châu Viên và Gạc Ma. Trong cuộc phỏng vấn mới dành cho nhật báo The Wall Street Journal, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe nói rằng sự hiện diện của quân đội Hoa Kỳ trên đất Nhật là điều cần thiết để bảo vệ an ninh không chỉ cho Nhật mà còn cho toàn khu vực. Trong số báo phát hành sáng nay ở London, nhật báo The Guardian đưa tin nói rằng có một công dân Anh Quốc là ông Nigel Cowie, sinh sống hơn 20 năm tại Bình Nhưỡng và là chủ ngân hàng nước ngoài đầu tiên ở Bắc Hàn, đã giúp cung cấp tài chính cho chính phủ Bắc Hàn để Bình Nhưỡng có tiền thực hiện chương trình chế tạo vũ khí hạt nhân.